Hello, xin chào mọi người. Trưa nay thì mình sẽ trên tay một cái bao ủ bình sữa. Đó. Đây là một cái dụng cụ mà chắc hẳn là nhiều bà mẹ trẻ họ đang sử dụng. Đó, để dùng giữ ấm cái bình sữa sau khi mình đã pha ở cái nhiệt độ 40 cho tới 45 độ. Thì mình mở một cái chủ đề như thế này để cho những bạn nào đang sử dụng những cái dụng cụ ủ bình sữa sẽ chia sẻ thêm kinh nghiệm, đồng thời là giới thiệu thêm vài sản phẩm có thể là tốt hơn dành cho những bà mẹ trẻ mà đang muốn mua những cái sản phẩm như thế này. Thì cái này nó cũng là một cái đồ bao bình sữa lại thôi, nó giống như một cái đồ đo máu ở trong đây là da mọi người. Và cái sản phẩm này thì cái bình sữa từ 55mm cho tới 75, và nó có thể dùng, nó dùng nguồn từ pin dự phòng thì cái này hoặc là cục sạc trên xe hơi, cho nên là khá là tiện lợi khi mà mọi người đem cái bình sữa theo trên xe để đi du lịch mà muốn cho nó ấm. Đấy, đây thì cái này chỉ cần gắn vào đây. Ở đây nó có một cái hình bình sữa, một cái đèn đó. Nó như thế này đây, để mình bao lại đó. Bây giờ mình sẽ thử trước cái nhiệt độ của nó. Đây, bây giờ mình sẽ thử trước cái nhiệt độ của nó để cho mọi người xem là nó đây, khi mà chưa có gì thì nó khoảng 34 độ. Bên đây hơi nóng hơn à. Rồi, tức là tầm 34-35 độ. Và theo như nhà sản xuất đó, thì họ khuyên là bạn không nên ghim điện, ghim cái cục sạc vào khi mà nó không có khi mà cái bình nó không có nước. Rồi bây giờ mình sẽ thử thôi. Mình thử để cho mọi người thấy. Ghim vào đây. Mình ghim vào đây thì cái đèn nó chớp tắt và màu đỏ liên tục. Khi mà chớp tắt màu đỏ liên tục tức là cái nhiệt độ ở trong đây nó không tới 45 độ. Đây, dưới 40 độ. Và bắt đầu là mình thấy cái tay mình ở trong đây nó bắt đầu nó ấm lên. Nó ấm hai bên này. Mọi người thấy nè, ở đây và đây bắt đầu nó ấm lên. Hai cái miếng này thì nó ấm lên đó. Mà bây giờ mình sẽ đo thử nhiệt độ, nó ấm lên khá là nhanh. Nó báo là nhiệt độ ra cao. Đấy, tức là nhiệt độ nó có lên. Đấy, hồi nãy là khoảng tầm 34 độ, nhưng mà bây giờ nó báo là nhiệt độ lên cao. Nó rồi, bắt đầu nó nóng lên đó. Thì nó đơn giản như vậy thôi. Nó chỉ có cái, mọi người sẽ nhìn theo cái chớp tắt màu của cái bình sữa, cái bình ở ngoài này, mà sẽ đoán được cái nhiệt độ ở bên trong của cái bình là nó đủ 40-45 độ C hay chưa. Rồi, bây giờ thì mình sẽ thử nghiệm với một cái bình nước bình thường. Mình thì không có bình sữa ở đây. Thì đây là một cái nước lạnh bình thường thôi. Mà mình trước khi mình để và mình sẽ đo thử xem nó bao nhiêu độ. Hai mươi chín chấm ba. Đây, 29.3 độ. Đó, và mình sẽ đặt vào cái bình này để mình thử thí nghiệm thôi, để xem nó cái nhiệt độ nó có tăng lên hay không, và nó tăng lên với cái thời gian có nhanh hay không, để cho mình biết là khi một cái bình sữa nóng thì nó giữ nhiệt độ có được hay không thôi, với cái dụng cụ này. Thì ở đây nó có hai cái miếng mà mọi người gắn vào như thế này để làm một cái chân đế dưới đây đó, cho nó giữ lại cái bình sữa. Và mình ôm chặt cái này lại.
ôm chặt cái chai nước lại. Đó, ôm chặt lại như thế này. Thì ở đây nó đang là chớp tắt màu đỏ, tức là nó báo ở trong đây nhiệt độ chưa tới 40 độ C. Rồi bây giờ mình sẽ thí nghiệm để khoảng vài chục phút để xem cái nhiệt độ nó có tăng lên hay không nha. Hi, xin chào mọi người. Thì sau hơn 25 phút, bây giờ mình sẽ quay trở lại để xem cái nhiệt độ nó có tăng lên hay không và tăng lên như thế nào. Hồi nãy thì mình đo vào cái nhiệt độ là khoảng 29 độ C, hơn 29 độ C một chút. Thì bây giờ sau 25 phút mình sử dụng cái dụng cụ này mình ủ, thì bây giờ mình sẽ xem nha. 34, 35, 37, 37.7, 38, 38.2. Đó, nhiệt độ nó cứ tăng dần. 38.3, 38.3. Rồi, tức là nó gần được 40 độ. Từ 29 độ mà 25 phút sau nó lên 38.3 độ. Đấy, tức là nó cũng có nóng. Độ nóng mới tăng dần. Sẽ mở ra, mình sẽ mở ra và mình đo thử ở trong đây. Nó báo, nó vẫn báo ở tốc độ khá là cao, ở cái nhiệt độ khá là cao. Giờ mình sẽ gỡ điện ra. Thì cái này á, là họ có hướng dẫn sử dụng là dùng với những cái bình sữa sau khi mình đã đun sôi và chờ ấm trên 45 độ. Đó, nhưng mà mình không có bình sữa ở đây thì mình sử dụng bình nước suối mà cái nhiệt độ thường. Đó, thì nhiệt độ nó tăng lên như mọi người đã thấy. Cái này á, thì không được rửa ở trong cái nước hoặc là sử dụng cái vải mà nó quá ướt. Và khi mọi người dùng cái này để mà hâm nóng cái bình sữa là không nên đặt cái bình sữa ở những nơi có cái nhiệt độ cao. Đấy, và khi mình gỡ điện ra thì nó vẫn còn ấm ở trên 5 đến 10 phút nữa. Và khi rửa thì nhớ là không có phải ngắt nguồn điện đi, không có làm ướt những cái này, mình phải chùi cho thật sạch. Đấy, nó khá là tiện và khá là sau khi mình gỡ điện được một chút thì bây giờ nhiệt độ đã xuống 36 độ, 35 độ 9. Đó, thì cái này thì mình thấy nó khá là hữu dụng, cho nên là mình trên tay chia sẻ với mọi người. Hy vọng là những anh chị nào dùng trước thì có thêm những cái sản phẩm mà nó hay hơn để chia sẻ giúp những bạn đang muốn mua những cái như thế này. Rồi, bây giờ thì mình tạm dừng video tại đây. Một lần nữa cảm ơn mọi người đã xem. Hẹn gặp lại ở cái sản phẩm tiếp theo.